Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 6 ngày 21 tháng 9 năm 2018 của 12 con giáp. Thân Thìn bán hợp, tử vi 2018 cho thấy cát khí vượng, may mắn đang đến bên người tuổi Thân, đường tình hanh thông, đào hoa rực rỡ, con giáp này sẽ tìm được hạnh phúc cho mình từ những điều bình dị nhất. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi phương Đông, tam hợp quý nhân sẽ trao cho người tuổi Tý cơ hội để tìm thấy tình yêu. Con giáp này đã trải qua nhiều khó khăn trước đó, nhưng bạn đã mạnh mẽ vượt qua và xứng đáng có được hạnh phúc. Các cặp đôi vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng, nhìn lại mới thấy mình thật yếu đuối khi đã hoảng loạn đến thế. Giờ là khoảng thời gian hạnh phúc khi mà các bạn đã thực sự yêu và hiểu cho nhau. Chính quan nhập cục, con giáp này cần thêm nhiều động lực để phấn đấu, nhất là khi mà cấp trên đang tin tưởng và giao thêm trọng trách cho bạn. Bản mệnh nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, hãy tin vào bản thân và tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, công danh thăng tiến, sự nghiệp khởi sắc. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, đường tình duyên có dấu hiệu đáng mừng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, hãy mở lòng mình và đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, đừng đánh mất cơ hội của mình. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi ngày 21 tháng 9 năm 2018 cho thấy người tuổi Sửu hôm nay gặp nhiều chuyện xui xẻo ngoài sức tưởng tượng. Sửu Thìn tương phá, công việc gặp phải nhiều chuyện trục trặc, bản mệnh nỗ lực nhưng đều không được đền đáp. Có điềm báo tiểu nhân đang bày mưu hãm hại con giáp này, tuổi Sửu cần phải cảnh giác hơn trong các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Đừng tự cho rằng tất cả mọi người là bạn, chính mình phải trả giá đắt. Thương quan còn cho thấy bản mệnh đang coi nhẹ những quy định, yêu cầu đặt ra với nhân viên của công ty. Đó có thể là sai lầm gây ra vết thương chí mạng cho con giáp này, bị kẻ tiểu nhân lợi dụng để phá hoại vận trình. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Thủy, có nhiều chuyện không thể nào không đề phòng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, coi thường người khác cũng giống như tự hạ thấp mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, gậy ông đập lưng ông. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, không phải lúc nào cũng có công được công bằng. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Theo dõi tử vi thứ 6 của 12 con giáp, người tuổi Dần được tam hội cục che chở, vận trình nhờ thế mà cũng có nhiều điều khởi sắc. Đường tình duyên tươi sáng, đào hoa nở rộ, người độc thân sớm tìm được hạnh phúc cho mình. Thiên ấn thì lại mang tới tin vui về đường công danh cho con giáp này, chẳng những tình duyên thắm sắc mà sự nghiệp cũng đạt được nhiều bước tiến mới. Tuổi Dần đang vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Nhưng bản mệnh đừng vì thế mà lơ là cảnh giác nhé, dù lần này bạn cũng có những tài lẻ hiếm có của mình để hóa giải được vận nguy, nhưng chưa chắc lần sau đã may mắn như thế, nhất là khi kẻ xấu đã để mắt đến bản mệnh. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, đừng thấy khó khăn mà lùi bước. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, bạn có thể làm được nhiều điều hơn thế. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, tình cảm là thứ thực sự khó nói. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, tình yêu mong manh nhưng bền vững vô cùng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, đừng quên rằng mình có bao người kỳ vọng. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường đen, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Theo tử vi hàng ngày, người tuổi Mão hôm nay gặp cục diện tương hại. Đây là dấu hiệu cho thấy con giáp này đang gặp nhiều chuyện khó xử vì gia đình. Anh em trong nhà có việc gì cũng nhờ cậy nhau, nhưng đôi khi điều đó khiến cho bản mệnh gặp rắc rối. Không từ chối thì gây họa cho mình, mà từ chối thì rứt mẻ tình cảm. Tuổi Mão không biết phải làm thế nào cho phải. Con giáp này băn khoăn khi bị đối phương trách móc, lắm lúc muốn dứt bỏ tất cả cho nhẹ lòng. Chính ấn nhập cục
Ít nhất thì hôm nay bản mệnh cũng đạt được những thành tựu nhất định trong công việc của mình. Tuổi Thìn quyết tâm phải đạt được mục tiêu đã đề ra nên cố gắng hết sức mình. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Hỏa, chẳng có cách nào để làm hài lòng tất cả mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, công sức bỏ ra được đền đáp. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, cơ hội thăng tiến đã đến. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, đừng tự dằn vặt bản thân mình. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, hôm nay Thìn Thìn tự hình, cục diện này có thể khiến cho người tuổi Thìn mắc phải nhiều điều sai lầm trong công việc, cố chấp làm mọi việc theo ý mình, còn giáp này không chịu nghe lời, khuyên bảo của bất kỳ ai. Bản mệnh thậm chí còn đắc tội với người không ít mà ép mọi người phải làm theo ý của mình. Độc đoán và cứng nhắc, đó có thể là lời bình phẩm về con giáp này. Đừng để đến lúc thất bại, tất cả cùng quay ra chỉ trích bạn nhé. Thực thần mang đến tin vui trong ngày buồn bã này của tuổi Thìn. Tài lộc dồi dào, con giáp này có được những nguồn thu khá lớn khi mà việc kinh doanh suôn sẻ thuận lợi. Các khoản đầu tư của bản mệnh cũng có dấu hiệu đáng mừng. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, sai lầm không ai không có, quan trọng là bạn có sửa sai không. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, kinh doanh phát đạt, tài lộc đầy nhà. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, duyên buôn bán không tận dụng thì quả là phí hoài. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy nghiên cứu trước khi hành động. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy khiêm nhường để sống tốt hơn. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Tỷ Kiên nhập cục, tuổi Tỵ hôm nay phải đưa ra quyết định cho mình. Dù có rất nhiều lựa chọn nhưng con giáp này chẳng hề ngần ngại hay do dự mà làm theo điều trái tim mách bảo. Bản mệnh biết mình cần điều gì, ưu thế của mình nằm ở đâu nên chọn đi theo con đường mình muốn. Công việc bước đầu có thể có những khó khăn nhất định, nhưng bản mệnh tin rằng với lòng quyết tâm, mình có thể làm tốt. Hỏa sinh xuất cho Thổ, bản mệnh dành nhiều thời gian và tâm sức cho công việc nên có thể sẽ hơi bỏ bê chuyện tình cảm. Người ấy tuy hiểu và thông cảm cho tuổi Tỵ, nhưng khó tránh khỏi những lúc chạnh lòng vì mãi chỉ có một mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, đừng u mê về chính điều mình muốn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, điều gì là quan trọng, bạn phải quyết định. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, cuộc đời là những lựa chọn giữa ngã ba đường. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đừng để mình phải hối hận. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp quý nhân ghé thăm, người tuổi Ngọ nhờ thế mà được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu. Bản mệnh không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tán tỉnh, đò đưa khi mà từ lần này đầu gặp gỡ, hai trái tim đã như thuộc về nhau từ rất lâu rồi. Quý nhân dẫn đường chỉ lối, còn giáp này nhận ra được định mệnh của đời mình, không phải ai cũng may mắn như vậy khi đi tìm được người mình yêu, hiểu mình, song tuổi Ngọ biết rằng phải chăm sóc thì tình yêu mới lâu bền được. Kiếp tài nhập cục mang theo tai họa khiến cho có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tuổi Ngọ hôm nay ra đường chớ nên mang theo quá nhiều tiền mặt hay trang sức quý giá, cũng đừng hớ hênh kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, ra đường cẩn thận mất tiền. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tình yêu thắp sáng ngày đen tối. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, tiền của không cánh mà bay. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, đừng để mình bị lợi dụng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, tình yêu đến hạnh phúc nhân đôi. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, lịch vạn niên cho biết người tuổi Mùi hôm nay sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết những rắc rối trong công việc do thương quan gây ra. Bản mệnh dù không muốn nhưng cũng phải nghe những lời trách mắng từ phía cấp trên.
Con giáp này bỏ qua những quy định được đặt ra từ trước đó mà khăng khăng làm theo ý của mình. Kết quả là có những vấn đề nảy sinh ngoài ý muốn, bản mệnh thiếu kinh nghiệm nên xử lý chưa được thỏa đáng cho lắm. Thêm nữa, trong ngày thổ khí đương vượng, sức khỏe của bản mệnh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Con giáp này tốt nhất nên chú ý đến chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt, đặc biệt nhớ ăn uống đúng giờ và đủ chất. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, không phải lúc nào mình cũng đúng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, đừng quá cố chấp, chỉ thiệt thân thôi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, hãy học thêm những điều hay từ người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, giữ cho mình trái tim trong sáng như đứa trẻ. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, Thân Thìn bán hợp, tử vi 2018 cho thấy cát khí vượng, may mắn đang đến bên người tuổi Thân. Đường tình hanh thông, đào hoa rực rỡ, con giáp này sẽ tìm được hạnh phúc từ những điều bình dị nhất. Các cặp đôi không còn trách móc nhau vì những điều không đáng trách nữa. Các bạn đã biết trân trọng tình yêu mình đang có. Dù sao, chúng ta vượt qua bao gian khó, thử thách, không phải là để buông tay nhau. Thiên tài trợ mệnh, đường tài lộc của bản mệnh cũng đang trên đà khởi sắc. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập từ bên ngoài, bạn tận dụng thời gian rảnh để làm công việc khác. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, đứng trước khó khăn, ta càng hiểu thêm về mình. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, có những lúc chính ta không khỏi hoang mang. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, đã quyết định thì cứ thế mà làm. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, tài vận khởi sắc, thu nhập tăng vọt. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, lục hợp quý nhân ghé thăm, công việc của tuổi Dậu đang tiến triển rất tốt, bản mệnh cần giữ vững quan điểm của mình, theo đuổi con đường mình đã chọn. Thực tế đã chứng minh rằng bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Đừng vội nghe lời người ngoài cuộc mà thay đổi, bởi vì có thể bạn sẽ phải hối hận khi buông bỏ những thứ mình mất rất nhiều công sức mới có được. Bước đường thăng tiến trước mắt có thể không được nhanh chóng như bạn muốn, như đi chậm mà chắc. Chính tài nhập cục, tài vận của con giáp này ổn định, nguồn thu cũng đến từ công việc chính là chủ yếu. Bản mệnh chớ nên suy nghĩ quá nhiều, hãy tập trung làm tốt việc của mình, đừng đứng núi này trông núi nọ. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, quý nhân vượng, nhiều điều may mắn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tài lộc dồi dào, có thể thực hiện nhiều kế hoạch. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, dám mạo hiểm, dám thành công. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nếu đã chọn thì đừng quay đầu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, cơ hội kiếm tiền trước mắt. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Tuất Thìn tương xung, xem tử vi ngày 21 tháng 9 năm 2018, chuyện tình cảm của tuổi Tuất đang ẩn chứa nhiều mâu thuẫn bị chuẩn bị bùng nổ. Con giáp này không cảm nhận được sự an toàn khi ở cạnh người ấy. Dường như khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, không có nhiều thời gian bên nhau để tâm sự và sẻ chia. Bản mệnh có nhiều điều không hài lòng nhưng cũng không biết phải thổ lộ với ai. Bản mệnh dồn hết tâm tư vào chuyện kiếm tiền, thêm thực thần chỉ đường dẫn lối nên tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tài vận tăng tiến trong chớp mắt cũng coi như có chút an ủi đối với con giáp này. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, tình yêu không được vun tưới sẽ sớm úa tan. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, nếu thấy bất an, hãy tìm nguyên nhân. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, dám dấn thân thì sẽ có phần thưởng. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, cơ hội trong tầm tay, đừng bỏ lỡ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, điềm báo phát tài tới gần. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thiên quan ám hại, tử vi thứ 6 của người tuổi Hợi tràn đầy những tin không như mong đợi.
công việc tưởng chừng có thể đạt được thành công chỉ trong thời gian rất gần, nhưng mọi chuyện thay đổi theo hướng hoàn toàn khác. Kẻ tiểu nhân giáp tâm bày mưu hãm hại, không cho con giáp này được thỏa ý nguyện. Xung đột lợi ích khiến những kẻ giấu bụng chẳng ngại ngần cứ bất cứ điều gì, chỉ cần cản được bước tiến, ngáng chân của tuổi Hợi trên con đường phía trước là sẵn sàng. Thủy thổ xung khắc khiến cho tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, con giáp này không khỏi đau đầu mệt mỏi. Giữa lúc mọi sự rối ren, người ấy chẳng hề thông cảm mà còn gây sự, khiến cho tuổi Hợi không còn tâm trí đâu để mà giải quyết ổn thỏa mọi việc. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, một bài học xứng đáng để ghi nhớ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, tin tưởng lầm người thì phải trả giá. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, người ta yêu có thể khiến cho ta tổn thương sâu sắc. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, có những điều chẳng ai có thể tưởng tượng được. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, mâu thuẫn xuất phát từ khác biệt. Con số may mắn 5, 9. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc. Quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.